Video hôm nay chúng ta sẽ nói về số hữu tỉ và số vô tỉ. Thì thế nào là số hữu tỉ và thế nào là số vô tỉ và cách chúng ta phân biệt giữa số hữu tỉ và số vô tỉ. Thì người ta định nghĩa số hữu tỉ là số được viết dưới dạng tỉ số của hai số nguyên. Ví dụ ta có 3/4 được gọi là số hữu tỉ bởi vì 3/4 là tỉ số giữa hai số nguyên là 3 và số nguyên 4, hoặc là trừ 7/6 là số hữu tỉ bởi vì trừ 7 và 6 là số nguyên. Vậy ta có 5 là số hữu tỉ hay số vô tỉ? Thì ta thấy 5 được viết thành 5/1. 5 là số nguyên, 1 là số nguyên, vậy 5 là số hữu tỉ. Hoặc ta có trừ 4. Thì trừ 4 chúng ta có thể viết thành trừ 4/1. Thì ta thấy 1 là số nguyên, trừ 4 là số nguyên. Như vậy trừ 4 là số hữu tỉ. Hay nói một cách khác, tất cả những số nguyên đều là các số hữu tỉ. Ta xem xét sang số thập phân. Ví dụ ta có 0,25. Là số nguyên, là số hữu tỉ hay số vô tỉ? Thì ta thấy 0,25 hoàn toàn có thể viết thành 25/100. Như vậy ta thấy 25 là số nguyên, 100 là số nguyên. Vậy 25/100 chính là số hữu tỉ. Nói cách khác, 0,25 là số hữu tỉ. 25/100 ta có thể thu gọn thành 1/4. 0,25 cũng là số thập phân hữu hạn. Hoặc ta xem một ví dụ khác, 0,15. 0,15 thì ta có thể viết thành 15/100. Và 15/100 ta có thể đem chia 15 cho 3 thì ta sẽ được là 5 × 3 = 15. Và 100 thì chúng ta viết thành 5 × 20. Vậy ta có thể thu gọn phương thức thành 3/20. Và 3 là số nguyên, 20 là số nguyên. Cho nên 0,15 là số hữu tỉ. Hoặc ta xem xét 0,666... có nghĩa là số 6 được lặp lại mãi mãi, tức là ta có 0,6. Vậy số thập phân 0,6 là số hữu tỉ hay số vô tỉ? Thì ở đây ta thấy 0,666 chấm chấm thì được viết thành 6/9. Và 6/9 ta có thể thu gọn thành 2/3. 2 và 3 đều là các số nguyên, nên 2/3 là số hữu tỉ. Vậy ta thu được 0,66 chấm chấm là số hữu tỉ. Và đây là số thập phân lặp lại mãi mãi. Hay ta xem xét số 0,222 chấm chấm. Tức là số 2 được lặp lại mãi mãi. Ta có thể viết gọn lại đây 0,2. Số 0,2 thì chúng ta có thể viết thành 2/9. Và 2/9 là số hữu tỉ. Vậy 0,2 lặp lại mãi mãi là số hữu tỉ. Ta nhận có những số thập phân hữu hạn là các số hữu tỉ. Và những số thập phân vô hạn lặp lại mãi mãi là những số hữu tỉ. Ta xem xét một ví dụ nữa là 0,1717 chấm chấm chấm, tức là số 17 được lặp lại mãi mãi. Vậy ta sẽ được viết gọn lại thành 0,17. Và 0,17 chúng ta có thể viết thành 17/99.
17 phần 99 là số hữu tỉ. Vậy ta thấy 0,17 lặp lại mãi mãi là số hữu tỉ. Bây giờ câu hỏi đặt ra là căn 9 là số hữu tỉ hay số vô tỉ? Thì ta biết là căn 9 thì chính là bằng 3. 3 là số nguyên. Và 3 là số hữu tỉ. Vì vậy căn 9 là số hữu tỉ. Vậy chúng ta thấy số hữu tỉ là số có thể biểu diễn được dưới dạng một phân số của hai số nguyên. Và số thập phân hữu hạn hoặc các số thập phân lặp lại mãi mãi là các số hữu tỉ. Thế thì số như thế nào sẽ là số vô tỉ? Ta xem xét ví dụ sau. Ta có căn 7. Căn 7 thì chúng ta biết sử dụng máy tính ta có thể viết thành 2,64575 431 chấm 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 mãi mãi. Vậy ở đây ta thấy căn 7 là số vô tỉ và căn 7 là số thập phân không lặp lại mãi mãi. Vậy pi là số vô tỉ hay hữu tỉ? Thì ta biết pi chính là bằng 3,1415 9265. Chúng ta dùng máy tính để bấm thì ta thu được pi. Và ở đây pi cũng là số thập phân không lặp lại mãi mãi và pi là số vô tỉ. Tương tự ta xem xét với số đặc biệt e. Thì e chúng ta sử dụng máy tính ta sẽ thu được e chính là 2,718 28182 lặp lại. Thì e cũng là số vô tỉ. Vậy dẫn tới chúng ta có số vô tỉ là các số thập phân không lặp lại mãi mãi. Chúng ta nhắc lại, số hữu tỉ phải là những số mà có thể biểu diễn dưới dạng một phân số của hai số nguyên. Và các số thập phân hữu hạn là các số hữu tỉ. Các số thập phân lặp lại mãi mãi cũng là các số hữu tỉ. Chỉ có các số thập phân không lặp lại mãi mãi mới là số vô tỉ. Vậy, qua video ngày hôm nay chúng ta đã nắm được thế nào là số hữu tỉ và thế nào là số vô tỉ và sự khác nhau giữa số hữu tỉ và số vô tỉ. Nếu các bạn thấy video này bổ ích, hãy ấn thích để lại bình luận và ấn nút chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video.